Trang chủ FIFA đặt đội tuyển Việt Nam ở vị trí to đẹp, khen là bất ngờ lớn nhất. Hôm nay, trang chủ FIFA có bài viết điểm lại 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022. Trang này giật dòng tựa đề: Việt Nam làm nên lịch sử khi lọt vào vòng loại cuối của 12 đội châu Á. FIFA.com cũng chọn ảnh Tiến Linh ăn mừng bàn thắng trước UAE để làm đại diện cho bài viết, đồng thời hiển thị tại vị trí to đẹp bậc nhất trang chủ. Trong nội dung bài viết, FIFA.com bình luận: Việt Nam đã cho thấy họ là bất ngờ lớn nhất bằng cách giành quyền vào vòng loại thứ 3. Ngược lại, Uzbekistan gây bất ngờ khi bị loại sau khi thua Saudi Arabia ở loạt cuối. Iran, Trung Quốc và UAE đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để vào vòng loại cuối cùng. Ở phần nói chi tiết về đội tuyển Việt Nam, FIFA.com cũng bình luận: Chúng ta là đột phá, và viết: Chiến dịch vòng loại thứ 2 đã chứng kiến sự trỗi dậy của Việt Nam, đội lần đầu tiên bước vào vòng loại thứ 3. Họ đã lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và liên tục tiến bộ dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ bước vào giai đoạn cuối cùng của vòng loại thứ 2 với ngôi đầu bảng. Nhờ thắng Indonesia và Malaysia nên dù thua UAE 2-3 ở trận cuối, Việt Nam vẫn lọt vào nhóm 5 đội nhì xuất sắc nhất. Ở phần điểm danh các cá nhân nổi bật, FIFA cũng chọn Tiến Linh sánh cùng Song Min-kyu của Hàn Quốc và Guli của Trung Quốc. Cầu thủ đáng chú ý bậc nhất là tiền đạo 23 tuổi Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam. Anh đã ghi được 4 bàn ở vòng loại thứ 2 này và là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng UAE ở lượt đi, tạo nên bước tiến đột phá. Dù thua UAE 2-3 ở trận cuối, nhưng sau khi đoạt vé vào vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ quốc tế. Nhìn chung, cả hành trình thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất xuất sắc để trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022 khu vực châu Á. Vậy còn bạn, bạn suy nghĩ sao trước những bình luận của FIFA.com? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!